Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Minh Hằng gây chú ý với star cực chất tại sân bay. Minh Hằng khiến nhiều người tò mò khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất cuối tuần qua. Chiều qua ngày 27 tháng 3, Minh Hằng đã trở về Việt Nam sau chuyến sang Hàn Quốc để tham gia tuần lễ thời trang quốc tế được tổ chức ở xứ sở kim chi này. Minh Hằng với bộ trang phục cực chất và hút mắt, cô tranh thủ gọi điện cho người thân đến đón. Minh Hằng nghịch tóc trong khi chờ hành lý. Khoảnh khắc đáng yêu của bé heo khi trò chuyện cùng một người bạn đi cùng. Chuyến sang Hàn Quốc lần này, Minh Hằng cũng tranh thủ mua sắm rất nhiều đồ. Một số bạn bè phải giúp đỡ cô lấy khối hành lý khổng lồ của mình. Sau đó, Minh Hằng nhanh chóng cùng mọi người ra ngoài. Minh Hằng ngạc nhiên khi khá đông fan ra sân bay để đón cô. Cô vội vã lên xe, nhưng vẫn không quên nắn lại chụp hình cùng mọi người và vẫy tay chào tạm biệt trước khi rời đi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!